Em thân mến, trong bài này, chúng ta cùng nhau xem xét các loại mẫu câu cơ bản trong tiếng Anh. Kiến thức về mẫu câu cơ bản sẽ giúp các em rất nhiều trong việc xử lý các bài tập ngữ pháp, dù là bài tập trắc nghiệm hay bài tập tự luận. Các mẫu câu cơ bản của tiếng Anh có thể được chia thành 5 nhóm trên cơ sở đặc tính của động từ trong câu. Nhóm L, Linking Verbs. Ví dụ, The watermen were busy. Đây là nhóm có động từ liên hệ như be, seem, look. Nó bao gồm 3 thành phần: chủ ngữ, subject, động từ, verb, và bổ ngữ, complement. Nhóm I, intransitive verb. Ví dụ, he fell. Đây là nhóm có nội động từ như fall, sleep. Nó bao gồm 2 thành phần: chủ ngữ, subject, động từ, verb. Nội động từ không cần có tân ngữ. Nhóm T, transitive verb. Ví dụ, he used a rail link. Đây là nhóm có động từ ngoại như take, buy. Nó bao gồm 3 thành phần: chủ ngữ, subject, động từ, verb, và tân ngữ, object. Nhóm D, double transitive verb. Ví dụ, he sent a parcel to his sister. Đây là nhóm có động từ ngoại kép như give, find. Nó bao gồm 4 thành phần: chủ ngữ, subject, động từ, verb, tân ngữ trực tiếp, direct object, và tân ngữ gián tiếp, indirect object. Nhóm C, complex transitive verb. Ví dụ, I expected her more beautiful than that. Nhóm cuối cùng là C. Đây là nhóm có động từ ngoại phức hợp như give, find. Nó bao gồm 4 thành phần: subject, chủ ngữ, verb transitive, ngoại động từ, direct object, tân ngữ trực tiếp, và complement. Trên đây là 5 nhóm mẫu câu cơ bản. Các loại câu khác cũng phát sinh từ những loại câu này bằng cách ghép với nhau theo những quy tắc ngữ pháp nhất định. Bây giờ chúng ta xét chi tiết hơn nữa các mẫu câu này. Trước hết là nhóm L, nhóm mẫu câu có động từ liên hệ, L. Công thức hình thành câu có động từ liên hệ, linking verb, là subject plus linking verb plus subject complement, adjective or noun phrase. Như vậy, cấu tạo câu với động từ liên hệ bao gồm chủ ngữ, sau đó là động từ liên hệ, và theo sau đó là bổ ngữ, complement. Bổ ngữ của động từ liên hệ là một trong hai yếu tố, hoặc là tính từ hoặc cụm tính từ, adjective, adjective phrase, hoặc là một danh từ hoặc nhóm danh từ, noun or noun phrase. Ví dụ, the teacher was interesting. The soup tasted delicious. Như các em thấy trong ví dụ này, tính từ làm bổ ngữ trong mẫu câu nhóm L thường miêu tả phẩm chất, đặc điểm hay trình bày một nhận xét về chủ ngữ. Bài học thú vị, món canh ngon. Ví dụ 2. Lan is my younger sister. Lan là em gái tôi. The boys remain my best of friends. Mấy cậu ấy vẫn luôn là bạn tốt nhất của tôi. Khi học mẫu câu gồm chủ ngữ, subject, cộng động từ, verb, cộng tính từ hoặc cụm tính từ, adjective or adjective phrase, chúng ta cần ghi nhớ các động từ liên hệ thường đi với chúng. Chúng ta hãy cùng xem các ví dụ dưới đây. The lesson was interesting. The damage appears to be serious. The soup tasted delicious. The beach looked deserted. The game became more exciting. The actors got ready. The milk went sour. The cinemas remained open all week.
To give time to the project became more difficult. Chú ý, trong cấu trúc này, bổ ngữ là một tính từ như interesting, serious trong câu 1 và 2, hoặc một nhóm tính từ như more exciting trong câu 5 và open all week trong câu 8. Ngoài ra, động từ appear câu 2 có thể đi với to be thành cụm appear to be. Bây giờ chúng ta cùng làm một bài tập nhỏ. Mời các em đọc và nghe đoạn dẫn sau và cùng tìm ra những cấu trúc có động từ liên hệ. Midori Ito. Midori Ito, the Japanese skating champion, wanted to win a gold medal at the 1992 Olympics. She was a very skillful skater, and she was famous for her amazing jumps. In 1989, she skated in the World Championships in Paris. In that competition, she did a very difficult jump. She became the first Asian skater to win this competition. Các em cùng nghe lại và chú ý các câu được gạch dưới nhé. Midori Ito. Midori Ito, the Japanese skating champion, wanted to win a gold medal at the 1992 Olympics. She was a very skillful skater, and she was famous for her amazing jumps. In 1989, she skated in the World Championships in Paris. In that competition, she did a very difficult jump. She became the first Asian skater to win this competition. Chúng ta phát hiện được những câu nào có động từ liên hệ. Các em cùng xem đáp án nhé. She was a very skillful skater. She became the first Asian skater to win this competition. And she was famous for her amazing jumps. Trong các đoạn dẫn các em vừa nghe, có 3 câu có chứa động từ liên hệ. Trong đó câu 1 và câu 2 có mẫu, chủ ngữ, cộng động từ liên hệ, cộng cụm danh từ. Câu 3 có mẫu, chủ ngữ, cộng động từ liên hệ, cộng tính từ. Câu 1, she was a very skillful skater. Đứng sau động từ liên hệ làm bổ ngữ là a very skillful skater. Câu 2, she became the first Asian skater to win this competition. Có chủ ngữ là she, động từ liên hệ became và cụm danh từ the first Asian skater to win this competition. Câu 3, and she was famous for her amazing jump. Có chủ ngữ là she, động từ liên hệ là was và tính từ famous. Các em cần ghi nhớ thành tố complement trong câu có động từ liên hệ có thể là một danh từ hoặc một nhóm danh từ. Dưới đây là một số ví dụ của mẫu câu gồm chủ ngữ subject, động từ liên hệ linking verb, bổ ngữ là danh từ hoặc cụm danh từ, noun or noun phrases as subject complement. 1. Ming is my younger brother. 2. That appears to be the best answer. 3. Quang seems the man we are looking for. 4. Sun became a teacher. 5. This proved to be a good investment. 6. The boys remained the best of friends. 7. To stay out of sight seemed to be the wisest thing to do. Chú ý, trong cấu trúc này, complement là một danh từ hoặc một nhóm danh từ, noun phrase, như the best answer trong câu 2, the wisest thing to do trong câu 7. Ngoài ra, các động từ appear, seem và prove có thể đi với động từ to be. Bây giờ, các em làm bài tập, hãy nghe, đọc đoạn ngữ sau và xác định những động từ liên hệ nào đi với tính từ hoặc cụm tính từ, những động từ liên hệ nào đi với một danh từ hoặc cụm danh từ. Michelle Yeoh. When Michelle Yeoh was a girl, she dreamed of being a dancer. Later on, she became a beauty queen. But she isn't famous for these things.
She is famous for her amazing work in movies as an actress and stunt performer. Michelle Yeoh is one of the most famous stunt actors in the world. Her amazing stunts fascinate people everywhere. Trong đoạn ngữ vừa rồi, chúng ta gặp cả hai dạng câu subject, linking verb, and noun phrase và subject, linking verb, and adjective. Các em cùng nghe lại và chú ý các câu được gạch dưới nhé. Michelle Yeoh. When Michelle Yeoh was a girl, she dreamed of being a dancer. Later on, she became a beauty queen. But she isn't famous for these things. She is famous for her amazing work in movies as an actress and stunt performer. Michelle Yeoh is one of the most famous stunt actors in the world. Her amazing stunts fascinate people everywhere. Các câu có cấu trúc subject, linking verb, noun or noun phrase gồm Michelle Yeoh was a girl. She became a beauty queen. Michelle Yeoh is one of the most famous actors. Các câu có cấu trúc subject, linking verb, adjective or adjective phrase gồm She isn't famous for these things. She is famous for. Các em thân mến, một nhóm mẫu câu nữa chúng ta cần xem xét trong bài hôm nay là nhóm mẫu câu có nội động từ. 2. Nhóm mẫu câu có nội động từ. Nhóm I. Mẫu câu subject intransitive verb. Nội động từ intransitive verbs là động từ không cần tân ngữ, nhưng nó có thể chấp nhận một trạng từ hoặc một nhóm trạng từ adverb, adverbial phrase. Nói một cách chi tiết, loại mẫu câu này gồm 5 nhóm mẫu nhỏ hơn như sau. Các mẫu câu thuộc nhóm I. Nhóm có nội động từ. Subject, verb, ever. Subject, verb, prepositional phrase. Subject, verb, adverbial particle. Subject, verb, noun phrase. Subject, verb, to infinitive. Sau đây, chúng ta xem xét từng nhóm. Nhóm thứ nhất, subject, verb, adverb. 1. The moon rose early. 2. Tang is reading. 3. Nga and Lan are arguing angrily. 4. Oil and water don't mix. Chú ý, trong những câu trên không đòi hỏi phải có tân ngữ, object hoặc complement, bổ ngữ, mà chỉ cần chủ ngữ, subject, và một nội động từ, intransitive verb. Ví dụ câu 2 và 4, trong một số trường hợp, nó có thể chấp nhận một trạng từ chỉ thời gian, adverb of time, chỉ nơi chốn, adverb of place, chỉ thể cách, adverb of manner, kết quả, adverb of result. Ví dụ trong câu 1, early là trạng ngữ chỉ thời gian, và trong câu 3, angrily là trạng ngữ chỉ thể cách. Bây giờ, chúng ta cùng xem một đoạn trong bài hát You Raise Me Up và xác định xem những câu nào có chứa động từ liên hệ và câu nào có chứa nội động từ. Với những câu có chứa nội động từ, các em hãy chỉ rõ các trạng ngữ đi kèm với nội động từ đó thuộc nhóm nào. Troubles come and my heart burdened be, and I am still and wait here in the silence until you come and see.
stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Lần nữa nhé. Để giúp các em, lần này chúng tôi đã gạch dưới một số mẫu câu cần chú ý. Em thân mến, chúng ta cùng chữa bài nhé. Các câu có chứa động từ liên hệ gồm I am down. I am down. My soul so weary. My soul so weary. I am still. I am still. I am strong. I am strong.
Các em thân mến, những câu nào có nội động từ? Đáp án của chúng ta là 1. Troubles come. 2. I wait here in the silence. 3. You come and sit a while with me. 4. I can stand on mountains. Các em chú ý nhé, trong câu 2 và câu 3, phía sau nội động từ có tới hai cụm từ. Trong câu 2, I wait here in the silence. Chủ ngữ là I, nội động từ là wait, và sau nó là trạng từ here, chỉ nơi trốn, và cụm giới từ in the silence như một danh từ làm bổ ngữ. Câu 3, chủ ngữ là you. Câu có hai động từ song song là come and sit và trạng từ a while, chỉ thời gian. Sau đó là cụm giới từ with me làm bổ ngữ. I am down, and oh, my soul so weary. When troubles come, and my heart burdened me. And I am still, and wait here in the silence, until you come and sit a while with me. You raise me up, so I can't stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Sau đây là những ví dụ đại diện cho từng loại mẫu câu thuộc nhóm I, intransitive verbs. 1. Lan is reading attentively. Lan is reading attentively. Adverb manner. 2. People are complaining about the traffic. People are complaining about the traffic. Prepositional phrase. 3. The noise faded away. The noise faded away. Adverbial particle. 4. The room measures 5 meters across. The room measures 5 meters across. Noun phrase. 5. Lan hesitated to phone the office. Lan hesitated to phone the office. 2. Infinitive. Nhìn bảng này, chúng ta thấy rất rõ cấu tạo chủ yếu của mẫu này là subject, chủ ngữ, cộng intransitive verb, nội động từ. Còn các đơn vị đứng sau động từ có thể là một trong năm dạng thức trên, hoặc là một trạng ngữ như ở câu 1, một nhóm từ bắt đầu bằng giới từ như ở câu 2, một tiểu từ như ở câu 3, và một nhóm danh từ như ở câu 4, hoặc một động từ nguyên thể có to như ở câu 5. Các em thân mến, mỗi ngày hãy bỏ ra khoảng 15 phút đọc một đoạn nào đó và phát hiện ra những câu có động từ liên hệ và nội động từ. Hãy kiên trì làm bài tập này đều đặn hàng ngày. Bây giờ, xin tạm biệt các em. Goodbye!
We're trying to break every single rule.